Vi Thanh Vân rạng rỡ xuất viện, hé lộ số đo 3 vòng khiến ai cũng té ngửa. Sau những ngày chịu đau đớn của cuộc phẫu thuật kéo dài, giờ đây Vi Thanh Vân đã lấy lại thần sắc tươi tỉnh rạng rỡ, đã có thể vận động và ca hát tưng bừng với sức khỏe đang dần hồi phục trở lại. Ngày 15 tháng 7 vừa qua, Vi Thanh Vân trải qua ca phẫu thuật thẩm mỹ lần thứ 15 gồm nâng ngực, cấy mở mông, hút mở bụng, hút mở đùi. Trước đó, cô đã tuyên bố rời khỏi showbiz để làm mới mình, lột xác để bắt đầu làm lại một cuộc đời mới, một cuộc đời rất khác. Sau ca đài phẫu thuật lớn nhất Việt Nam cho body đồng hồ cát, chuẩn hoàn hảo, được sự giúp đỡ của ekip, các bác sĩ đã giúp cô hoàn thành ca phẫu thuật như ý muốn. Theo như bà mẹ một con chia sẻ, cô khá hài lòng với số đo hiện tại 3 vòng của mình. Vi Thanh Vân quyết tâm trở thành siêu vòng 1 và xoáng ngôi kim siêu vòng 3, cũng như cạnh tranh vòng eo con kiến với Ngọc Trinh. Vi Thanh Vân rạng rỡ và hài lòng với số đo 3 vòng hiện tại là ngực 93, eo 56 và vòng mông 105. Liên hệ với nữ hoàng giao kéo, cô chia sẻ rằng sức khỏe của mình đang hồi phục nhanh. Nếu người khác thì có lẽ hơn nửa tháng mới cử động và đi lại, còn cô hiện tại rất khỏe. Vi Thanh Vân cũng cho hay cô tập luyện thể dục nhẹ mỗi ngày với những bài tập đơn giản. Riêng về phần ăn uống, cô chỉ được ăn rau, cá song và thịt heo là chủ yếu. Nguyên Vũ Nam Phong đã đưa con trai Vi Thanh Vân đến đón mẹ về nhà. Trước đó, nữ hoàng giao kéo luôn ao ước có được vòng 3 nở nang. Cô phấn đấu để làm bà mẹ đơn thân có số đo 3 vòng hoàn hảo. Sau những đau đớn trải qua, Vi Thanh Vân đã tự tin với quyết định trùng tu cơ thể của mình. Cô khẳng định, kiếp này tôi có 3 ước mơ, nhất định phải thực hiện bằng được. Đó là nuôi con trai thành đạt, trở thành doanh nhân, một nữ chiến binh của thời bình và là bà mẹ đơn thân xinh đẹp. Chia tay tình trẻ kém 10 tuổi sau 2 năm yêu nhau, Cát Tường chê bạn trai không đủ tiêu chuẩn để yêu. Nữ diễn viên cho biết chị và người mẫu Minh Thành đã đường ai nấy đi sau 2 năm hẹn hò. Cả hai vẫn tôn trọng và giữ mối quan hệ tốt với nhau. Không chỉ là diễn viên, MC Cát Tường còn đầu tư làm nhạc kịch cùng nhóm Puppalo. Nhóm chỉ biểu diễn theo từng dự án, theo từng mùa chứ không diễn liên tục vì không có sân khấu. Đó là chưa kể nhạc kịch kén khán giả. Vì thế 4 năm hoạt động là 4 năm quán quân, cười xuyên Việt phải chấp nhận bù lỗ đầu tư. Như con thiêu thân với sân khấu, với Cát Tường gắn bó với sân khấu nhiều năm, chị càng hiểu những khó khăn mà nhóm nhạc kịch phải đối diện trong thời điểm này. Vào năm 2016, muốn có tiền đầu tư vở nhạc kịch Tấm Cám, chính Cát Tường phải bán mảnh đất 100m² ở Nhà Bè. Người mua ủng hộ chị không ai khác là MC Quyền Linh. Không những mua nhà, anh còn tặng chị thêm 150 triệu đồng. Anh ấy luôn khuyên tôi dừng lại vì đầu tư cho sân khấu bây giờ khác gì con thiêu thân. Nhưng thấy tôi khó khăn vẫn giang tay giúp đỡ, nữ diễn viên nói. Lý do khiến Cát Tường dũng cảm theo đuổi con đường đầy chông gai vì sân khấu là thánh đường. Chị có thể bỏ diễn một show ngoài, cát xê 30-40 triệu đồng về để diễn ở sân khấu. Con gái tôi đã đi nước ngoài du học, tôi có một mình nên yên tâm đầu tư cho nghệ thuật. Nếu tôi bỏ nhóm thì mọi người sẽ đi về đâu? Bây giờ tìm người vào nhóm đã khó, mình là đầu tàu sao nỡ bỏ, chị chia sẻ. Đôi khi nữ diễn viên cũng dọa đàn em, chị đầu tư lần này thôi nhé, lỗ nữa là không theo đâu. Dù vậy, chị hy vọng nhạc kịch sẽ được đón nhận ở tương lai. Trong nhóm kịch, mọi người gọi Cát Tường là chị Đại. Chị là quân sư giải quyết mâu thuẫn kết nối giữa các thành viên. Theo chị, nghệ sĩ trẻ vốn cá tính mạnh, bồng bột nên dễ nảy sinh mâu thuẫn. Có những mâu thuẫn nảy lửa, tưởng chừng làm nhóm tan rã như Khắc Duy và Hoàng Quân hay Khải Như và Diễm Phương. Cuối cùng mọi chuyện đã được xoa dịu khi Cát Tường ở giữa lúc quát mắng, lúc khuyên nhủ, khi lại dùng nước mắt chia sẻ. Nói về khó khăn trong nghề, Cát Tường nói với ánh nhìn lạc quan. Ông trời sẽ không triệt đường sống của mình đâu. Một năm trước tôi đóng 6-7 phim, nhưng nửa năm nay chỉ đóng 2 phim, bù lại game show nhiều. Chia tay bạn trai sau 2 năm hẹn hò, với nghệ thuật quyết liệt bao nhiêu, trong tình yêu Cát Tường tự nhận mình cũng quyết liệt bấy nhiêu. Sự quyết liệt ấy thể hiện ở sự cầu toàn và rõ ràng. Tôi đòi hỏi cao ở đối phương, tôi thích sự ngọt ngào, tình cảm và lãng mạn. Đi làm kiếm tiền đã mệt mỏi mà còn gây chuyện thì tốt nhất dừng lại. Quan niệm của tôi là yêu nhau, gặp nhau thì phải vui vẻ, chị nhấn mạnh. 2 năm trước, Cát Tường khiến khán giả bất ngờ khi công khai hẹn hò cùng người mẫu Minh Thành. Hơn nam người mẫu 10 tuổi, song nữ diễn viên khẳng định giữa hai người không có khoảng cách vì tính cách chị vui vẻ, hồn nhiên. Khi đang ở giai đoạn hạnh phúc, chị vẫn không ngại cho biết cả hai chỉ gắn bó một thời gian và sẽ không có chuyện kết hôn. Nữ diễn viên giải thích, sau khi chia tay, Thành có quen ai lấy vợ sinh con tôi cũng ủng hộ, chúng tôi lại coi nhau như chị em. Lần này gặp Cát Tường, chị thừa nhận,
Tôi và Minh Thành đã chia tay nửa năm, gia đình tôi không ai ngăn cản, cũng không có lý do gì nghiêm trọng. Trong tình cảm, tôi nghĩ khi đã hết duyên thì khó cưỡng cầu. Cảm xúc đã hết, tôi cố cũng không được. Nhìn lại chuyện tình cảm của mình, nữ diễn viên cho rằng mình khá long đong, trắc trở. Sau khi chia tay chồng 15 năm, Cát Tường có nhiều người theo đuổi. Chị kể có mối tình 2-3 năm, có mối tình vài tháng, nhưng đều kết thúc trước khi đến hôn nhân. Theo chị, phụ nữ đã ly hôn lại hoạt động trong nghệ thuật, khó tìm được một nửa. Không chỉ phải cảm thông với hoàn cảnh mẹ đơn thân, người đó phải đủ rộng lượng và bản lĩnh. Khi chị là diễn viên, yêu diễn viên mà ghen tuông là chết. Gặp đồng nghiệp ngam, chúng tôi ôm vai bá cổ là bình thường, họ không chịu được sẽ tự buông, chị kể. Khép lại câu chuyện về tình yêu, Cát Tường nhìn xa xăm. Với tôi, yêu chỉ là gia vị cho cuộc sống thêm màu sắc. Mẹ cũng thường hỏi tôi sao mãi không lấy chồng. Tôi nghĩ có công việc tốt, sống vui vẻ là được. Đàn ông ai đem tới nụ cười thì mình cảm ơn, còn không xin né giùm. Không thể ngờ những sao Việt này đã từng kết hôn. Vì một lý do nào đó, những nghệ sĩ như Quang Lê, Hồ Quang Hiếu, Lý Nhã Kỳ đã không công khai về cuộc hôn nhân của mình cho đến khi đổ vỡ. Quang Lê và cuộc hôn nhân do cha mẹ sắp đặt. Nhiều người vẫn nhầm tưởng giọng ca nổi tiếng hải ngoại chưa từng kết hôn, song thực tế anh đã làm chú rể khi mới 21 tuổi. Giấu khá kỹ câu chuyện của mình, khi được hỏi Quang Lê tỏ ra bất ngờ vì không hiểu tại sao mọi người lại biết được bí mật này. Chia sẻ với báo, nam ca sĩ gõ cửa trái tim thẳng thắn cho hay, anh không muốn nhắc lại chuyện cũ, nhưng Quang Lê thừa nhận đó là sự thật. Được biết, cuộc hôn nhân thời trẻ người non dạ này của Quang Lê là một sự sắp đặt của cha mẹ anh, chứ không phải xuất phát từ tình yêu. Sau khi kết hôn và chung sống được một thời gian ngắn, cả hai nảy sinh nhiều bất đồng mâu thuẫn, không thể hóa giải nên quyết định ly hôn. Ảnh cưới hỏi vẫn còn, nhưng giờ cô ấy đã yên bề gia thất, tôi không muốn khơi lại làm gì. Cái đó chỉ còn là kỷ niệm mà thôi, giọng ca gốc Huế cho hay, nam ca sĩ cũng luôn hy vọng vợ cũ được hạnh phúc sau cuộc hôn nhân dang dở. Kết thúc cuộc hôn nhân thời nông nổi, Quang Lê có hẹn hò với Linda Vi Trâm Nguyễn, Hoa hậu Việt Nam toàn cầu 2006 tại Mỹ. Và sau đó là hot girl 9X Thanh Bi, song hiện tại nam ca sĩ sinh năm 1982 đang là người độc thân. Hồ Quang Hiếu và cuộc hôn nhân chóng vánh. Khi những người yêu mến giọng ca còn lại gì sau cơn mưa, vẫn nghĩ anh là một chàng trai độc thân, hào hoa và hấp dẫn, thì bất ngờ ảnh cưới của nam ca sĩ và vợ cũ bị lộ, khiến không ít khán giả hoang mang. Được biết, vợ cũ của Hồ Quang Hiếu là Ivy, một người mẫu ảnh nổi tiếng ở thành phố Hồ Chí Minh. Đám cưới của cặp đôi diễn ra năm 2012, song hạnh phúc ngắn ngủi của họ chỉ kéo dài chưa đầy 2 năm thì rạn nứt. Chia sẻ với báo, Hồ Quang Hiếu cho biết, anh không có ý định giấu giếm chuyện này, song thời gian cũng đã lâu nên tạm gác lại mọi chuyện sang một bên để tập trung cho sự nghiệp. Về phía Ivy, sau khi mọi chuyện vỡ lở, cô mới dám tâm sự về những cú sốc của mình trong cuộc hôn nhân với nam ca sĩ Đào Hoa. Tâm sự trên báo, Ivy nhớ lại, cuộc hôn nhân với Hồ Quang Hiếu không suôn sẻ từ lúc đàm đám cưới. Đúng ngày tổ chức tiệc đãi bà con, bạn bè tới chung vui, tôi bất ngờ nhận được một tin nhắn từ người tình bí mật của Hồ Quang Hiếu. Cô gái đó ở Mỹ, cô ta đã nhắn tin xúc phạm công kích tôi rất nhiều khiến tôi bị sốc, hoang mang ngay lúc chuẩn bị làm cô dâu. Tôi nhận ra có những sự thật bị che giấu sau lưng mình, rất lâu mà tôi không hề hay biết. Khi đó tôi lấy hết can đảm xin bố mẹ hai bên cho dừng đám cưới nhưng không được chấp nhận vì mọi thứ đã sẵn sàng, vậy là đám cưới vẫn diễn ra như dự định. Ngay trong đêm tân hôn, hot girl sinh năm 1992 cũng phát hiện những tin nhắn mùi mẫn của người con gái kia gửi cho chồng mình. Dù được Hồ Quang Hiếu giải thích đó chỉ là một fan hâm mộ, nhưng một thời gian sau cô phát hiện cả gia đình anh đều biết về cô gái đó, chỉ riêng Ivy là ngây ngô, mù quáng và bị lừa dối. Sau khi kết hôn, hạnh phúc của họ chẳng tày gang. Nguyên nhân chia tay được Ivy tiết lộ là do Hồ Quang Hiếu quá ghen tuông, thích kiểm soát vợ mọi lúc mọi nơi. Hiện tại, Hồ Quang Hiếu và vợ cũ vẫn duy trì tình cảm bạn bè. Nam ca sĩ đã tìm thấy tình yêu mới là ca sĩ Bảo Anh. Trong khi đó, Ivy ít tham gia hoạt động nghệ thuật mà tập trung vào công việc kinh doanh. Hoa hậu Diễm Hương và cuộc hôn nhân như địa ngục. Khi sự nghiệp đang ở thời kỳ phát triển mạnh, Diễm Hương đã vấp phải làn sóng chỉ trích dữ dội của dư luận vì thiếu trung thực và vướng án cấm diễn toàn quốc khiến cô điêu đứng. Theo đó, Diễm Hương đã kết hôn với đại gia Đinh Trường Chinh từ năm 2011. Song người đẹp đã giấu nhẹm thông tin này. Khi bị nghi ngờ đã kết hôn, Diễm Hương đã lừa dối truyền thông và người hâm mộ bằng cách lên báo phủ nhận chuyện này.
Hoa hậu Thế giới Người Việt 2010, thậm chí còn lên đường dự thi Miss Universe 2012, dù đối tượng của cuộc thi là những cô gái chưa lập gia đình. Sự việc bị bung bét vào năm 2014, khi chồng của Diễm Hương, đại gia Trường Chinh, đệ đơn ly hôn cô lên tòa án. Lúc này, mỹ nhân Sài Gòn cũng đệ đơn kiện lại chồng cũ vì đã hành hung dọa nạt cô trong suốt thời gian chung sống. Diễm Hương công khai hình ảnh chồng bạo hành, đồng thời cô cũng ngậm ngùi chia sẻ. Trong khoảng thời gian làm vợ ông Chinh, cô được sống trong giàu sang nhung lụa, nhưng đổi lại người đẹp lại bị kiểm soát ghen tuông mù quáng, cấm đoán cô trong cả cuộc sống lẫn công việc. Ông Chinh còn lắp camera khắp nhà để theo dõi vợ, khiến cuộc sống của Diễm Hương là những chuỗi ngày ngột ngạt và bất hạnh. Hiện tại sau vụ ồn ào, Diễm Hương đã tìm được hạnh phúc bên chồng mới và con trai kháu khỉnh.